Ấn Độ và Trung Cộng thảo luận về vấn đề biên giới. Tin từ Tân Delhi, hôm nay chính phủ Ấn Độ cho biết trong các cuộc đàm phán song phương với Bắc Kinh, hai bên sẽ thảo luận về biện pháp để cải thiện hòa bình nơi đường biên giới của hai nước, trong khi tránh nhắc đến vấn đề gai góc về các cuộc xâm nhập biên giới gần đây của quân đội Trung Cộng. Các tin đồn đã cho biết, trong vòng đàm phán đang diễn ra, các quan chức Ấn Độ và Trung Cộng sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề về các cuộc xâm nhập gần đây của quân đội Trung Cộng vào lãnh thổ của Ấn Độ. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin là các lực lượng của Trung Cộng đã vượt qua biên giới đi vào lãnh thổ của Ấn Độ ở tiểu bang miền Bắc Jammu và Kashmir trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 và mang theo những tấm bảng yêu cầu lực lượng Ấn Độ rời khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Cuộc tấn công kéo dài 2 ngày, sau đó quân đội của Trung Cộng đã trở lại vị trí cũ của mình sau khi đối đầu trực diện với các lực lượng Ấn Độ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng vấn đề biên giới sẽ không được nêu ra trong các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày. Cuộc họp này sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan đến hòa bình nơi biên giới, chưa có kết luận kể từ cuộc họp cuối cùng vào tháng 11 năm 2012. Trong những tháng gần đây, đã có một loạt các sự kiện nơi biên giới đã gây căng thẳng giữa hai bên và một chuyến viếng thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Kiran Antony, cũng đã không xóa bỏ được các bất đồng. Trung Cộng và Ấn Độ bất đồng về một số khu vực sát đường biên giới dài 4.000 cây số giữa hai nước. Cách đây 50 năm, hai nước đã có một cuộc chiến tranh ngắn. Hiện nay, Ấn Độ kiểm soát Arunachal Pradesh, trong khi Trung Cộng cai trị một khu vực rộng lớn tiếp giáp với Ladakh được gọi là Aksai Chin. Không bên nào hài lòng với sự sắp xếp này. Trước đó, trong tháng 4 năm nay, một trung đội của Trung Cộng đã thiết lập một trại quân nằm khoảng 19 cây số trong lãnh thổ của Ấn Độ và đã ở đó trong khoảng 3 tuần, nhưng cuối cùng đã đồng ý rút đi sau một cuộc đàm phán. Hai nước đã gia tăng sự hiện diện quân sự của họ ở hai bên biên giới trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nhanh chóng của họ cho phép chi tiêu nhiều hơn trong việc bảo vệ các vùng xa xôi hẻo lánh. Hai nước đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên để làm giảm căng thẳng, nhưng các cuộc đàm phán cao cấp để giải quyết các tranh chấp chưa mang đến kết quả nào.